Em check in cái tên. Đây là bác Nam, họ tên đầy đủ bác Nam là gì nhỉ? Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam. À đấy, có cái tên thi bằng lái xe bây giờ là ở trong đấy là Thành Nam. Bằng lái xe sát hạch lái xe cũng Thành Nam. Còn đây là anh A Sử. A Sử. Kia là anh Hùng. Hùng. Đây là anh Huy. Đây là anh Vương. Ở đây là chị Hương. Đấy, đây là anh Thắng. Phạm Thắng. Em là Vịnh. Thì gọi lái như là Việt, cho là Việt Nam đi cho nó dễ nhớ. Hôm nào cái cạ 68 này thì hôm nào gặp nhau ở Ninh Bình nhá. Hôm nào xin phép bác cả anh Thắng vào trong đấy. Rồi mời các bác đi bác ơi. Check in cái tên vừa rồi để sau này xem lại để nhớ. Vâng. À thế à? À. Vậy anh Hùng cũng 68 à? Tôi không nói thôi, tôi đã thì không phải không à. Nói thế đâu. À. Nó có đúng 68 anh Hùng? À học cùng nhưng mà có đúng 68 không? Nhớ hơn tuổi hay sao? Ông uống với nhau cốc đi. Đợi năm rồi. Chậm. Ông tại vì ông không nói thôi thì không lương được. Rượu ngon quá. Thử đi hãng phát biểu, cái rượu này nó cho đá và nó ngon. Có đúng không? Thế là ông biết chị tên gì ạ? Chị Hương à? À đây có chị Hương này, hai Hương giao lưu với nhau tí. Chị tên là Thanh Thoi. Chị Hương này đội trưởng. Chị Hương. À thế à? Chị Hương đội trưởng vào giao lưu với chị Hương đội trưởng ở Ninh Bình đi. Hai đội trưởng giao lưu với nhau đi. Chào chị ạ. Vâng. Hai Hương giao lưu với nhau. Đấy, đội trưởng bên Nam Định nó lại mau lửa hơn. Nhưng mà đừng ép chị này. Chị này là uống rượu say về cứ lôi chồng ra đánh. À. Thế đừng ép. Rồi. Ăn cho viên đáo. Không, đấy là khi nào vào vai diễn đóng phim thôi. Chứ còn đời thường không vậy đâu. Vâng. À chưa nhập môn đi. Bạn nối cố của anh Thắng sinh năm 63 đây. Đấy, hôm nay anh em mình gặp nhau. Em ở Vịnh ở Ninh Bình. Em ở quê gốc Thái Bình. Báo cáo anh Thắng bảo. Vâng, đây là quay với nhau để nhớ cái nhau. Riêng cái hai là bác check in vào cái mâm ở đây gặp nhau tí. Vâng. Chưa đi. Anh Thắng ở chỗ nào? Ở trên ô 19. Không lâu đâu. Lúc nào anh Thắng ơi. Có đi không? Anh tên gì mày? Anh phải tao lương. Bên nhà tôi có làm bài với em bác cách nhau nửa giáp. Cách nhau nửa giáp à? Anh có cái duyên là cách nhau nửa giáp. Cách nhau 68 với 62 là cách nhau nửa giáp đi. Đúng không? Vâng. Vâng, em xin phép đây rồi, vẫn có nha. Yếu này là sao đỏ này, sao đỏ xếp đỏ. Rồi. Đấy, ban trưởng tuyệt vời chưa? Có đồng chí Việt Nam đứng giữa nhá. Có đồng chí Việt Nam đứng giữa làm chứng. Vâng. Anh Hưng trưởng Nam trưởng Nam. Và có đồng chí Việt Nam đứng giữa. Một bên anh Vương và bên anh trưởng Nam là Phạm Hưng. Vâng. Xin chào nhá. Và mọi người vẫy tay đi tí cho nó tạm biệt nhá. Xin tạm biệt tại đây. Vâng. Chào bác nhá. Chào anh Mạnh Hùng với A Sử nhá. Rồi. Cảm ơn. Tay này là không bận bắt làm sao được. Thế phải về à? Tay này là... Được rồi, cứ bắt tay nhau này tí cho tình cảm. Đấy nhá. Đấy, đồng chí Việt Nam rồi. A Sử nhá. Có phạm hủy nhau gì thì bỏ qua nhá. Anh Hùng nhá, Việt Nam nhá. Ok. Vâng. Vâng. Chào bác, chào bác Toàn nhá. Vâng, chào bác nhá. Tuổi. Vâng. Wow, cháu đây. Rồi.
Chào bác nhá. Bye bye nhá. Rồi, bye bye nhá. Chào bác nhá. Vâng, em về Ninh Bình nhá. Rồi, cảm ơn bác nhá. Em đi nhà xe bác Vương đây rồi. Rồi, ok rồi. Chào hai bác nhá. Rồi. Quên không lên trên đấy mà thắp luôn.